Hi, này mình giới thiệu với mọi người về cây dưa càn màu tím đúng không? Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người về cây dưa càn lá màu hồng nhá, ngọn màu hồng nhá. Đây là cái cây dưa càn có cánh màu hồng. Cánh của dưa càn này thì cũng là 5 cánh, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nó rất siêu là đẹp. Đó, đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Đây là một cây dưa càn nhỏ và nó mọc có rất ít hoa, một bông, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông, sáu bông này, bảy bông này, tám bông này, nó được tám bông. Rồi đây thì nó mọc chen chúc nhau rất nhiều cây khác nữa. Đây là cái quả của nó, quả dưa càn đây. Đây là những quả dưa càn đây. Đó, đây khi tách cái hạt dưa càn này ra thì nó cũng như hạt dưa càn màu trắng thôi. Đấy, nó giống nhau, cái hạt của nó là giống nhau. Và cái hạt này thì mình sẽ đưa vải xuống đây. Đây là những cái hạt hoa nhé. Đó, nó giống với hạt hoa màu kia, màu trắng. Nó cũng có 5 cánh. Đó, nó có màu hồng. Và cái nhụy của nó bên trong này này. Và phía bên trong này có cái lỗ, nó cái lỗ á, có cả cái con ong nó sẽ hút mật ở trong này ra, nó sẽ thụ phấn đó. Và đây thì có một chùm trái luôn, chùm này nó đã nở hoa rồi nên bây giờ nó có trái đó. Đây là một cái cây dưa càn, và cây dưa càn này thì nó rất mỏng manh, đó nó thì hình chọc dưa và có vân trắng này, nhìn rất đẹp nhé. Đó, đây là những cái lá màu vàng này, và đây là những cái quả của nó nhé. Đó, đây hoa rất đẹp nhé, nó có bôi dài lắm, đây dài đến đây luôn. Đây là những cái bục hoa này chưa nở này. Còn lâu nó mới nở, 1-2 tuần là nó mới nở nhé. Đó, hoa rất là đẹp đúng không, perfect lắm.